Chào anh, thì xe anh á là em đang đi nè, em đi coi thử nó bị cái gì á, rồi em làm cho anh. Thì hiện tại luôn á, xe anh á nó không có gan ti là một. Còn đầu lòng thì thấy cũng được, nói chung mà không êm lắm nhưng mà cũng được. Còn xe không có gan ti, chứ còn thắng nè, quá lỏng. Gác máy nè, để lên như là nó bị tuôn muốn ống cái chân gì đó. Với lại cái xe anh á chạy cái bánh sau á nó kêu rột. Thì đó là mấy cái em chạy em cảm nhận á, thì anh có muốn á là em làm lại cho anh không đó, thì em báo luôn, giống như xe này em đi rồi thứ năm em mới làm cho anh lần nè, có gì anh báo em để em biết nha. Camera tới đây, chủ xe là đi bị lốp bê ở quê hay gì á, thì chủ xe bị lên cái cốt với lại xúc bắp, sợ là không có thay lại xúc bắp dinh, cho nên chủ xe yêu cầu gỡ ra thay đầu lòng mới. Thì camera quay ở đây nhìn thấy có chữ phu dầu một không, đồ phu dầu một nó ghi phu dầu một chẳng đâu nha em trai. Đó, thì giờ em rớt ra em kiểm tra đầu lòng nồi sau khi mà đêm qua em chạy thử xe cho chủ xe. Cảm ơn các bạn. Em chào anh. Về phần lòng của anh nè, thì anh muốn là thay đầu lòng mới hãng. Nhưng mà theo cá nhân em đánh giá nha, lòng mới hãng thì nó bị re bê tông. Mặc dù cái tông thải vô rất là nhẹ nhưng mà nó bị re bê tông. Cho nên là em chọn cho anh là em vẫn giữ lại cái lòng cũ của anh. Em xài lại, em đóng sơ mi dày. Đóng sơ mi là gì? Là phần này. Là em đóng lại sơ mi, giờ lại bê tông ấy tăng đa cho anh đó. Bê tông này em sử dụng cho anh là bê tông zin luôn, bê tông highlight, rồi cái lòng này thì em ăn gian, khi mà đóng lòng lại mình ăn gian mình đóng dày đường chút. Rồi là một, anh có dặn em là hai cái sơ mi ốc bẩn này á bắt bị xéo, thì em có đóng lại hai sơ mi này cho anh. Về phần đầu bò, camera đứng yên đó nha. Về phần đầu bò á thì là cam cò bị lột, cho nên là chạy anh nghe nó nghe tiếng kêu á, thì em sẽ thay lại hai số bắp CNC cho anh là một nè. Em thay ốc tán là chỉnh cò lại cho anh là hai nè, có số bắp là ba nè, miệng nè ra rất là đẹp luôn, em chỉnh miệng số bắp lại cho anh là bốn. Rồi về phần cam cò bị lột thì em sẽ thay lại là cam cò đó, em thay lại là cặp cò hãng của chính hãng Honda Thái Lan mình đó, cam rồi em thay lại cam mới cho anh luôn. Toàn bộ là từng miếng ron, từng cái phốt em trả giờ ron phốt hãng lại hết, và cam em trả giờ lại cam hãng cho anh. Bố nồi là em giữ lại bố ba kèn thôi, cặp nhôm nồi thôi. Còn lá bố nè, em thay lá bố mới, lò xo em thay lò xo mới, sơn cam sơn đề em thay là hết nguyên phần bên này bị xét nè. Thì bây giờ qua lan thằng Bảo nó rửa cho anh là rất là sạch rồi, xả cước xả đồ ra hết, bên này nước vô gì đó bị xét đó, thì em làm lại hết cho anh. Anh cứ yêu cầu em thay thêm 4 ốc đầu bò mới thì em sẽ mua thêm 4 ốc đầu bò và 4 lông đền em thay cho anh. Đó, từng cái xin phốt đạp, xin chỉ mâm lửa, bên xin chỉ mâm lửa rồi em thay hết nha, toàn bộ cho anh. Đó, ốc bắt lòng. Ủa mà ốc bắt lòng của anh gắn ốc gì mà anh kêu thay? Anh muốn vô nguyên bộ ốc đầu bò mới. À, cho nên là thằng Bảo nó mới mua bộ ốc đầu bò mới cho anh. À. Này chủ xe muốn. Rồi, ok các bạn. Thì giờ bắt đầu em tiến hành là em sẽ tiến hành em ráp lên cho ảnh. Có những cái là các bạn thấy thì thực sự đồ em giải quyết cho ảnh là chỉ phần đầu lòng nồi xanh cam, cam cò, nhưng mà nó kéo theo như vậy là chủ xe người ta yêu cầu nữa nha các bạn. Thì các bạn xem thì các bạn bấm tim cho em thôi, chứ các bạn đừng hỏi là tại sao em thay. Bây giờ là xe của chủ xe, tiền chủ xe trả và chủ xe yêu cầu thì mình phải thực hiện chứ. Người ta thích cái xe người ta mới, bởi vì thực sự xe ảnh đang mới lắm nha, cho nên là ảnh muốn đẹp thì ảnh thay vào cho nó đẹp thôi các bạn. Xây nguyên cái nhà đập bỏ hết xe mới luôn dở, sửa một cái nhà luôn khó, làm xe cũng vậy các bạn. Như là ở đây là em sẽ làm những cái chuyên mục theo yêu cầu của ảnh. Cái cần thắng này anh cần là độ búng, giống như là đạp xuống nó búng nó lại được, em xử lý xong rồi. Bây giờ á không có đưa cái bill sao mà đọc biết cái gì. Rồi đọc nè, làm đầu lòng nồi nè, bốn ốc đầu thay mới cho ảnh nè, full cái bộ ốc đầu bò là thay hết luôn nha các bạn, bốn ốc đầu, hai ốc kịp lòng, ốc co sang đồ là thay hết cho ảnh. Xúc bình xăng con làm rồi, nhông sinh dĩa thay lại cho ảnh, 4 tháng chiếu sau thay cho ảnh, cao su gấp, cao su đầm thay cho ảnh, rửa nguyên cái xe cho ảnh. Thì cái này là đợt ảnh có gửi về Hà Nội á, đi thời gian đó các bạn. Xong rồi chắc nó đi thời gian chứ cũng hình như 2-3 năm hay gì đó. Xe này không phải là xe dọn mới nha các bạn, xe này là em sửa chữa theo yêu cầu, khách yêu cầu gì làm cái đó.
rất là nhiều anh á, khi coi kênh em á không hiểu, tưởng đâu là mấy cái xe giờ kêu là xe dọn, không phải đâu. Thì em chỉnh sửa theo cầu chủ xe, giống như là vô thay bạc đạn không là bố thắng không em cũng có làm nữa, hoặc là vô xúc bình xăng côn và xin hồng xăng đồ em cũng có làm luôn nha các bạn đó. Thì cái gì em cũng làm hết, lặt vặt em cũng làm, dọn nguyên xe em cũng làm được đó. Rồi thì bây giờ em nổ lại, tình trạng xe này là chạy nóng đó, nó tắt, bây giờ là bắt đầu ráp xong hết, đầu chạy rô đai rồi kiểm tra chủ xe lại, với lại nóng á, đầu lòng rất là kêu, giờ là ấm êm hết rồi, thì là xong 100%. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.